Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Minh và Phan Văn Mãi chiến nhau giành xử Nguyễn Phương Hằng, ai sẽ thắng? Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam là một vụ án vô tiền khoáng hậu. Thông thường với cùng một tội danh thì chỉ có một địa phương thụ lý vụ án, không thể có đến hai địa phương cùng khởi tố một tội trên cùng một đối tượng. Theo khoản 3, điều số 31, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. Như vậy, cả thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cùng khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng một tội danh theo điều 331 Bộ luật hình sự là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước là hoàn toàn sai trái. Nếu ra tòa, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị hai tòa án ở hai địa phương này tuyên án thì bà sẽ bị chồng án chỉ vì một tội hay sao? Đây là hình ảnh ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thực tế là Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Nguyễn Phương Hằng là bởi những phát hình trực tiếp livestream của bà nhắm vào ông Phan Văn Mãi. Ai cũng biết bà Hằng hoạt động livestream tại khu du lịch Đại Nam thuộc tỉnh Bình Dương chứ không thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Lẽ ra vụ án này phải được Công an tỉnh Bình Dương thụ lý thì mới đúng. Tuy nhiên, vì không chịu được những lời nói khó chịu của bà Hằng, nên dường như ông Phan Văn Mãi đã ra tay trước. Đồng cấp với ông Phan Văn Mãi tại tỉnh Bình Dương chính là ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Việc bà Hằng phạm tội trên đất Bình Dương thuộc quyền chỉ đạo xử lý của ông Võ Văn Minh, nhưng ông Phan Văn Mãi lại phỏng tay trên xử lý trước. Điều này chẳng khác nào ông Phan Văn Mãi vuốt mặt không nể mũi, xem như ông Võ Văn Minh như không có giá trị gì cả. Địa phương mình quản lý mà để người khác thọc tay vào xử lý thì khác nào ông Võ Văn Minh bị ông Phan Văn Mãi đang cho Trung ương biết rằng Võ Văn Minh là người vô dụng. Có lẽ vì lý do này mà ông Võ Văn Minh đã cho Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án bà Nguyễn Phương Hằng để giành lại thể diện cho mình hay sao? Tuy nhiên, việc khởi tố chậm và làm việc chồng chéo như thế này, ông Võ Văn Minh có giành phần thắng về phía mình hay không đang là câu hỏi được đặt ra. Nơi nào cũng sẽ có cái lý của họ. Vào ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt và khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại nhà bà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Rõ ràng ông Phan Văn Mãi không xua quân đến tỉnh Bình Dương để bắt người. Giả sử như trước đây, ông Võ Văn Minh muốn bắt bà Hằng cũng khó, phải đợi bà Hằng xuất hiện ở tỉnh Bình Dương thì mới có thể bắt. Còn nếu bắt bà Hằng tại tư gia thì khác nào Công an tỉnh Bình Dương đến nơi thuộc quyền quản lý của ông Phan Văn Mãi để bắt người. Như vậy lại vượt mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Và làm như thế nào ông Võ Văn Minh cũng rất khó. Giờ ông Minh chậm hơn ông Phan Văn Mãi một bước, khó mà giành được quyền xử lý vụ án này từ tay ông Phan Văn Mãi. Và lại thế lực của ông Phan Văn Mãi vẫn mạnh hơn ông Võ Văn Minh rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo một số tờ báo của Nhà nước Cộng sản Việt Nam chia sẻ, thì họ nói rằng tùy thuộc vào kết quả điều tra hành vi sai phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh có thể nhập tách vụ án ra để xử lý. Việc nhập vụ án sẽ đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo, sao cho Hằng sẽ không bị án chồng án là điều rất khó cho bà ta. Bên nào sẽ giành phần quyền điều tra bà Nguyễn Phương Hằng đây là câu hỏi đang được dư luận đưa ra. Nếu bên nào đã điều tra và xuất hồ sơ vụ án thì bên kia có quyền điều tra lại hay không cũng là một câu hỏi. Nếu không điều tra lại thì xem như thua cuộc. Còn nếu điều tra giành quyền thì làm sao đảm bảo hai kết luận giống nhau cho được? Rất khó. Thực tế, việc bà Nguyễn Phương Hằng phát hình trực tiếp livestream tố cáo các nghệ sĩ và nhà báo không liên quan gì đến điều 331 của Bộ luật hình sự. Hành động này không liên quan gì đến lợi ích của nhà nước như điều 331 đã quy định. Còn nếu Công an tỉnh Bình Dương phát hiện hành vi của bà Hằng phạm thêm tội làm nhục người khác, vu khống vân vân mà xử lý bà Hằng thì Công an tỉnh Bình Dương cũng nên thông báo với báo chí sửa lại điều luật mà cơ quan này làm căn cứ để khởi tố bà. Đây là hình ảnh cuối cùng thì bà Nguyễn Phương Hằng thuộc về tay ai xử lý. Thực tế cho thấy ông Phan Văn Mãi và ông Võ Văn Minh đang giành nhau xử lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi ông Phan Văn Mãi bắt trước nên việc chữa cháy của ông Võ Văn Minh
xem ra rất khó thực hiện. Hiện nay bà Hằng đang nằm trong tay công an thành phố Hồ Chí Minh. Xem ra việc ra tay giành bà Hằng của ông Võ Văn Minh sẽ thất bại. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lời khai của Kaliniak có dẫn tới Tô Lâm bị lệnh truy nã quốc tế hay không. Một người được mệnh danh là người đứng đầu một bộ chuyên thi hành luật pháp cho nhà nước Cộng sản Việt Nam mà phải mang danh tội danh của nước ngoài thì ô nhục như thế nào? Việt Nam là một quốc gia tham gia vào Liên Hợp Quốc đã gần 50 năm. Lẽ ra Việt Nam phải biết tuân thủ pháp luật quốc tế và tôn trọng luật pháp và những quốc gia khác. Nhưng dường như ý thức chấp hành luật pháp không hề tồn tại trong suy nghĩ của các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà người đứng đầu của Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, đã thực hiện hành vi bắt cóc người giữa thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức là hành động có thể nói là ô nhục quốc thể. Và hiện nay, Slovakia đang tiếp tục điều tra ông thông qua việc bắt giữ Bộ trưởng Bộ Nội vụ của nước này. Vụ án Trịnh Xuân Thanh đã trôi qua 5 năm, nhưng sự việc đến nay hoàn toàn chưa kết thúc được. Vụ án này nó cho thấy một chính quyền nước này vi phạm luật pháp của nước khác là vấn đề không hề đơn giản. Nếu chính quyền tại nước Việt Nam do Tô Lâm đã tự chân đặt chân tới, đó là Đức hoặc Slovakia để thực hiện những hành động phi pháp ấy, thì làm sao họ có thể ăn nói được với người dân của nước họ? Các nước như Đức, Slovakia là những nước dân chủ, họ sẽ không để yên cho những người quốc gia khác sang nước họ vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến thế. Đây là hình ảnh ông Robert Kaliniak đã bị tra tay vào còng bắt giữ. Việc chính quyền Slovakia bắt tạm giam ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kaliniak, người được cho rằng đã giúp ông Tô Lâm bắt người và đưa người về nước, đã chứng tỏ sự quyết tâm của chính quyền nước này đang diễn ra như thế nào. Một chính quyền có trách nhiệm là chính quyền biết xử lý đến cùng những sai phạm. Dù ông Tô Lâm đang ở Việt Nam và là bộ trưởng của một chính quyền tại nước này, thì chỉ ít chính quyền của Slovakia cũng kết tội được người đã vi phạm pháp luật trên đất nước của họ, rồi đưa ra lệnh truy nã quốc tế để chứng tỏ nhà nước Slovakia là một nhà nước có trách nhiệm với dân, với luật pháp quốc tế. Vậy nên, không thể không loại trừ khả năng họ sẽ nhờ Interpol truy nã ông Tô Lâm nếu tòa án của họ kết luận ông Tô Lâm là có tội. Và như vậy, bất cứ quốc gia nào có hiệp định với Interpol cũng có thể bắt giữ ông Tô Lâm. Sau khi làm ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Kaliniak bị bắt, thì chính quyền Slovakia đã có hành động trục xuất các nhà ngoại giao Việt Nam có dính dáng đến vụ bê bối bắt cóc. Điều này chứng tỏ sự quyết tâm của nhà nước Slovakia luôn luôn được duy trì. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, hãng thông tấn TASS cũng đưa tin Slovakia đã trục xuất một nhà ngoại giao Việt Nam khi căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa hai nước vì một vụ bê bối bắt cóc vào năm 2017. Lúc đó, Bộ Ngoại giao Slovakia đã trao một công hàm cho Đại sứ Việt Nam tuyên bố một trong những nhà ngoại giao của Đại sứ quán không phải là người của Đại sứ quán tại nước này và đã phải không được hoan nghênh và phải rời khỏi nước này. Lúc đó, Slovakia quyết định thực hiện bước đi nghiêm túc này liên quan đến phán quyết cuối cùng của tòa phúc thẩm ở Đức về vụ bắt cóc một công dân Việt Nam. Trong khi, trong trường hợp này, Bộ Ngoại giao hứa sẽ gây ra nhiều biện pháp khác nữa đối với chính quyền Việt Nam vì đã lợi dụng lòng hiếu hách của họ. Slovakia đã thực hiện hành động phải nói rằng rất cương quyết, cũng giống như chính phủ Đức, và nền tư pháp của nước Đức đã xét xử vụ án này trở thành một vụ án kinh điển. Việc trục xuất phái viên Việt Nam khỏi Slovakia chỉ là hành động cho thấy chính quyền của nước Slovakia, khởi hậu Kaliniak, không chấp nhận những hành động mà ông Tô Lâm đã gây ra trên đất nước của họ. Cũng bởi vụ này và vào năm 2018, Slovakia đe dọa sẽ đóng băng mọi quan hệ ngoại giao với Việt Nam vì vụ việc. Đây là hình ảnh chuyến đi năm 2017 của ông Tô Lâm sang Slovakia là chuyến đi bắt cóc chứ không phải là thăm hỏi gì. Cũng xin nhắc lại vào năm 2017, ông Trịnh Xuân Thanh, cựu giám đốc của một công ty năng lượng lớn thuộc sở hữu của nhà nước mang quốc tịch Việt Nam đã bị bắt cóc ở Berlin, nơi ông này đang đặt đơn xin tị nạn chính trị sau khi đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng ở quê nhà. Theo truyền thông và nhà nước và cũng theo nhà chức trách Đức lúc đó, phía Việt Nam đã xâm phạm luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Đức. Trịnh Xuân Thanh sau đó đã được vận chuyển bằng xe tải sang Slovakia trước khi được bí mật chuyển sang xe của đoàn xe chính thức của chính phủ Việt Nam. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc đó đang thực hiện chuyến thăm gọi là chính thức Slovakia,
và khi đang trên đường đến sân bay Bratislava. Như mọi người đã rõ, ông Trịnh Xuân Thanh, người sau đó đã nhận hai bản án chung thân và sau phiên tòa xét xử tốc độ cao ở Việt Nam đã được xử bổ sung một phái đoàn chính thức rời Slovakia và bay về Hà Nội. Và Slovakia đã cho ông Tô Lâm mượn chiếc máy bay này để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đây là hình ảnh ông Kalinak tiếp ông Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng tại Slovakia khi đó. Đây là lý do để Tô Lâm có thể mượn máy bay của Slovakia. Khi nhà nước Slovakia đã quyết tâm tới cùng bắt người giúp đỡ ông Tô Lâm phạm pháp, thì những ngày tiếp theo sẽ là lấy lời khai của ông Kalinak để kết luận thêm về sai phạm của ông Tô Lâm. Với cương quyết của nhà nước pháp quyền Slovakia thì rất có khả năng tên ông Tô Lâm sẽ xuất hiện trên lệnh truy nã của Interpol quốc tế với tư cách là một tội phạm nguy hiểm. Lúc đó, tên tuổi của ông Bộ trưởng Tô Lâm sẽ nổi như cồn trên toàn thế giới và ông ta sẽ không thể bước chân ra khỏi Việt Nam để tới những nước tự do và dân chủ.